Hôm qua, các đơn vị Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường thủy Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện vi phạm luật, trong đợt cao điểm 3 tháng tính từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Đường bộ và Đường thủy sẽ tập trung lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, chốt chặn trên các tuyến quốc lộ và tuyến đường đi qua địa bàn thành phố để kiểm tra xử lý các hành vi điều khiển xe vi phạm luật, chủ yếu là quá tải, quá tốc độ, có nồng độ cồn, lạng lách đánh võng. Riêng về đường thủy sẽ kiểm tra các trường hợp phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, quá tải, quá khổ, quá mức nước so với quy định, không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.